Thân xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay trong tập 385, xin gửi đến quý vị chủ đề bản ngã cao, tự cho mình quyền sinh sát chúng sanh. Đầu tiên, Thanh Việt xin được nêu lên cái quan điểm đầu tiên. Cái nhân vật mà Thanh Việt gọi là người bị hại cũng là cái vị mà có chức sắc tôn giáo Phật giáo cao, hiện là một cái tâm điểm để rất là nhiều người phản biện và cũng như là những người binh vực. Người ta thường hay có cái câu như thế này đó quý vị: mình để có được sự tôn trọng từ người khác, mình không đòi hỏi, mình không có ép buộc người ta tôn trọng mình, mà cái sự tôn trọng đó và phải được đổi từ cái hành động của mình. Nhưng quý vị, hành động đó đã và hoặc là đã làm cho mọi người có một cái sự tôn trọng đến cái vị đó. Vì vậy, tất cả những cái câu chuyện về những cái lá đơn đi tố giác, cho dù là nó có đúng pháp luật hay là nó không đúng pháp luật, hay là nó có đúng luật Phật hay không đúng luật Phật, thì nó cũng không thể nào thay đổi cái nhìn của mọi người đối với cái nhân vật này. Đôi khi nó làm câu chuyện trở nên tồi tệ hơn, thì vì cũng như Thanh Việt, một số quý vị sẽ cho rằng cái vị này mặc dù được đào tạo, được gọi là theo học những cái bậc đại học cao về Phật giáo, tuy nhiên những cái thứ đơn giản nhất thì cái vị này lại không có, đó là sự từ bi và hỷ xả. Thanh Việt có thưa chuyện với quý vị một lần, những người như vậy thì chúng ta gọi là những người đi truyền đạo, chứ không phải là những tỳ kheo. Tại sao quý vị? Tỳ kheo là gì? Tỳ kheo không đơn thuần chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất, Phật sự duy nhất, đó là truyền đạo, là giảng đạo, là hướng dẫn cho chúng sanh. Mà tỳ kheo còn là một cái ví dụ để cho chúng sanh biết được rằng vì mình thấm nhuần, hiểu được giáo lý của Đức Phật, nên mình đã tìm ra được một cái sự giải thoát, và từ đó mình muốn chia sẻ với các chúng sanh, giúp cho chúng sanh có thể thoát ra được khỏi kiếp này, và lúc chuyển kiếp có thể về Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cuộc sống giải thoát. Tuy nhiên, nhưng quý vị, câu chuyện nó đã không được như vậy. Thì ngày hôm nay, Thanh Việt muốn trình bày với quý vị 6 cái lời đề nghị mà Thanh Việt nghĩ rằng đây là những lời đề nghị đầy cái sự sân si. Lời đề nghị này của cái vị có chức sắc này gửi đến cho cơ quan công an, nói về cái câu chuyện giữa cái vị đó và nhóm người tu tại gia tại Long An. Lời đề nghị thứ nhất: xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, để đưa ra truy tố, để xét xử gia đình của cái nhóm người tu tại gia đó về những hành vi xúc phạm Đức Phật, Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử, và xúc phạm đến nhân phẩm của bản thân cái vị có chức sắc đó, buộc ông Vân và những người trong cái thiền em đó phải xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của luật báo chí Việt Nam. Thưa quý vị, như vậy là quý vị vừa thấy được cái điểm gì quý vị? Là chúng ta thấy được cái xác minh nè, rồi đến khởi tố nè, rồi đến điều tra nè, rồi đưa ra để truy tố nè, và cuối cùng là xét xử. Cái đó nó gọi là cái gì quý vị? Cái đó nó gọi là quy trình tố tụng. Đúng không quý vị? Đúng là quy trình tố tụng. Như vậy là cái vị có chức sắc này đề nghị
cơ quan chính quyền sử dụng bộ luật tố tụng hình sự để xử cái nhóm người tu tại gia với những tội trạng gì? Phỉ báng Phật, phỉ báng Phật giáo Việt Nam, phỉ báng tăng ni Phật tử Việt Nam và cá nhân, tức là cái người có chức vị, có chức sắc trong giáo hội. Và vị này còn đòi cái nhóm người tu tại gia đó phải xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị, khi mà cái câu chuyện nó chỉ mới bắt đầu là làm đơn tố giác. Trong cái lá đơn tố giác này không có cái câu chuyện là vừa tố giác mà vừa đề nghị truy tố. Cái công việc khởi tố, truy tố và xét xử đó là công việc của cơ quan nhà nước, của cơ quan điều tra, cơ quan an ninh, chứ không phải là nhiệm vụ của người đi tố giác. Nhiệm vụ của người đi tố giác là gì? Thưa quý vị, là đưa ra những cái điều mình muốn tố giác và cùng theo đó là những cái bằng chứng để giúp cho cái những cái lời tố giác của mình nó trở nên mạnh và có đầy đủ cái tính pháp lý để có thể xem xét và chuẩn bị khởi tố. Chứ anh không thể nào chỉ vì một cái lời, một lá đơn tố giác mà vị này lại yêu cầu cơ quan nhà nước qua nhiều, rất là nhiều ban ngành, từ cơ quan công an cho đến viện kiểm sát cho đến tòa án, nhưng quý vị, đầy đủ hết, xem xét rồi đến khởi tố, rồi đến truy tố. Truy tố tức là bên viện kiểm sát đó quý vị, và cuối cùng là xét xử bên tòa án. Vì những cái tội mà về liên quan về đến tôn giáo, như quý vị, liên quan đến tôn giáo, phỉ báng Phật, phỉ báng Phật giáo Việt Nam, phỉ báng tăng ni Phật tử và cá nhân người bị hại. Thưa quý vị, tôn giáo là và tín ngưỡng nó dựa vào cái niềm tin, quý vị, dựa vào niềm tin. Những cái câu chuyện mà khi gọi là phỉ báng đó quý vị, thì chúng ta phải theo dõi và đầy đủ những bằng chứng rất là mạnh mẽ. Phỉ báng ở đây Thanh Việt có trình bày với quý vị rồi. Cái việc mà Đức Phật nói rằng các ngươi theo ta mà không hiểu ta, đó chính là phỉ báng ta. Như vậy, những cái vị mà được gọi là tỳ kheo một cách chính thức nhưng lại làm ngược lời Phật dạy thì có phải là phỉ báng Đức Phật không quý vị? Nếu chiếu theo luật Phật, nếu chiếu theo lời của Phật dạy thì chúng ta thấy cái vị cái làm cái lá đơn này chính là người bị hại, được cho là người bị hại, là người đã phỉ báng Đức Phật, chứ không phải những người không có phải Phật giáo mà đi mượn. Thanh Việt sẽ nói thêm về cái vấn đề đi mượn, ngày hôm qua có nói rồi, nhưng Thanh Việt sẽ giải thích thêm. Đi mượn những cái văn hóa Phật giáo thì lại cho là phỉ báng Phật giáo. Kế tiếp, cái đề nghị thứ hai là đòi thử ADN bắt buộc đối với toàn thể các thành viên trong cái nhóm tu tại gia đó, bao gồm cả các cháu bé. Và nếu không có quan hệ cùng huyết thống thì minh oan cho họ, đồng thời xử phạt những người nói sai sự thật về vấn đề này. Nếu nhóm người tu tại gia đó có quan hệ cùng huyết thống thì phải khởi tố hình sự theo luật pháp để không làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tăng ni Việt Nam và tăng ni trên thế giới. Thưa quý vị, lại một lần nữa chúng ta thấy được cái câu chuyện đó quý vị. Có nghĩa là mở đầu câu chuyện thì đề nghị thử ADN. Đề nghị thử ADN của toàn thể các thành viên trong một cái gia đình tu tại gia. Mặc dù cái vị trí của cái người này chỉ là một người làm đơn tố giác, tố cáo, thì không có một cái quyền gì để đề nghị thử ADN. Nếu trong xã hội của chúng ta có những cái vụ việc như thế này, thì thưa quý vị, suốt ngày, những quý vị, suốt ngày chúng ta sẽ có cái việc mà đòi thử ADN. Chẳng hạn như Thanh Việt thấy ghét cái ông hàng xóm quá, ghét cái bà hàng xóm quá, thì Thanh Việt làm một cái đơn tố giác
cho rằng cái bà hàng xóm đã đi ngoại tình với một ông hàng xóm khác. Và từ cái câu chuyện đó mà Thanh Việt đòi cái công bằng lại cho người chồng của bà ta bằng cách là thử ADN. Tương tự, chúng ta đi qua một cái gia đình đó chơi mà chúng ta thấy rằng, ủa sao cái đứa con này nó lại không giống ông chồng một chút nào hết. Xấu trai quá, à xin lỗi vị, đẹp trai quá, trong khi ông chồng thì lại quá xấu trai. Da thì đen, này, da ông chồng thì là da đen, mà tại sao cái đứa con thì lại là da vàng, người mẹ cũng là da vàng. Như vậy là có cái câu chuyện gì đây? Thế là chúng ta làm cái gì quý vị? Không lẽ chúng ta lại đi làm đơn tố giác tố cáo và đòi thử ADN của gia đình đó hay sao? Thì đây là những cái câu chuyện mà có những cái công việc chúng ta có thể tố giác tố cáo, có những cái sự việc mà nó không thuộc trong cái vấn đề mà để chúng ta quan tâm. Đó là trong Thanh Việt đang nói về cái câu chuyện pháp lý, không nói về câu chuyện tình cảm. Dĩ nhiên câu chuyện tình cảm, cái vấn đề quan hệ cùng huyết thống, thì cho đến thời điểm này không có một quốc gia nào, không có một dân tộc nào chấp nhận cái điều đó, nhưng quý vị. Nên cái vấn đề mà quan hệ cùng huyết thống là không chấp nhận trong xã hội hiện tại. Rồi chúng ta thấy được điểm gì? Chúng ta thấy cái vị này nói tiếp rằng nếu không có quan hệ cùng huyết thống thì minh oan cho họ, rồi xử lý những người nói sai sự thật. Quý vị ngày hôm qua thấy Thanh Việt có trình bày cho quý vị khi mà cái vị này đưa ra bằng chứng. Bằng chứng này được dựa vào lời nói của một người được tự nhận là con của cái người đứng đầu trong cái nhóm tu tại gia này. Thì cái vị này lại tiếp tục đăng y hệt như vậy cái lời nói đó và còn phân tích kỹ lưỡng. Em bé này là con của cô kia, à, rồi cô kia là con ruột của ông, của cái ông đứng đầu. Rồi ông đứng đầu có mối quan hệ gì với cái cô con ruột của mình để sinh cho những em bé khác. Và cứ thế cái câu chuyện này, thay vì là chích giận, thì ông này lại phân tích một cách rất là rõ rệt. Thay vì chỉ nói rằng đã có rất là nhiều tin tức nói lên về cái mối quan hệ có khả năng và quan hệ cùng huyết thống của những người được gọi là tăng ni, làm ảnh hưởng xấu đến cho tăng ni, thì Thanh Việt ở đây xin được hỏi ngược lại. Ở cái đoạn quý vị sẽ thấy ở cái điểm 3 và điểm 4 hoặc là điểm 4 và điểm 5 sẽ có những cái lời đề nghị để nói nhóm tu tại gia đó không phải là tu sĩ, nên cần phải trả lại cái danh ngôn, cái danh xưng, cái pháp phục, cái lễ phục, để không để mọi người không có nhầm lẫn họ là những người xuất gia thực sự. Nếu mà là họ không phải là người xuất gia thực sự và họ có những cái mối quan hệ chồng chéo, quan hệ cùng huyết thống, thì những cái việc làm xấu xa của họ không ảnh hưởng gì đến tăng ni của Việt Nam hay là của tăng ni trên toàn thế giới. Tự vì chúng ta đã xác định rằng họ cần phải trả đồ lại, tự vì họ là tăng ni giả. Mà nếu là họ tăng ni giả thì họ không có một cái chút ảnh hưởng gì đến tăng ni thiệt. Đúng không quý vị? Đó là những câu chuyện khá tức cười. Có nghĩa là khi mà mình nổi cái tính sân si lên, mình muốn tố giác tố cáo họ, thì lúc mà có lợi cho mình thì mình dùng cái danh từ này, lúc mà không có lợi cho mình thì mình lại dùng danh từ khác. Và là nó gọi là pháp lý, nhưng mà đi theo thời vụ, đi theo trường hợp. Nhưng quý vị, đó là cái điểm mà một người không có một cái mối quan hệ gì đối với cái nhóm người tu tại gia này thì lại yêu cầu họ cần phải thử ADN. Cái điểm thứ ba, cái lời đề nghị thứ ba cũng đầy tính sân si và khá là tức cười. Tiến hành yêu cầu cơ quan nhà nước tiến hành điều tra cái khoản tiền của nhà hảo tâm để gửi vào tài khoản của nhóm người đang tu tại gia ở tỉnh Long An. Nếu có bằng chứng thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị thấy đọc cái lời đề nghị thứ ba thì nó chạm vào
cái câu chuyện gì quý vị? Chạm vào cái sự ganh ghét. Ganh ghét, tham. Tại sao? Tại vì ở trong này, ông ta nói rằng, điều tra cái khoản tiền của nhà hảo tâm gửi vô, trong khi nhà hảo tâm là người làm chủ cái đồng tiền đó, thì không có cái lời than trách, và cũng không có cái gọi là đi tố giác là tôi bị lừa. Trong khi cái người bàn quan đứng ở bên ngoài cũng làm rất là nhiều những công việc gọi là xin tiền của các nhà hảo tâm, thì lại quay ra và cho rằng nếu mà có bằng chứng thì phải truy tố ngay lập tức về tội hình sự chiếm đoạt tài sản. Chiếm đoạt tài sản. Thì hiện nay Thanh Việt được biết rằng kết hợp với cái vấn đề thử ADN để xem trong tỉnh thất có những người nào có mối quan hệ mẹ con, cha con hay không. Và nếu mà có thì người ta muốn nói rằng đây không phải là trường hợp mồ côi. Nhưng Thanh Việt xin được nói như thế này. Nó có hai loại mồ côi có khả năng xảy ra ở bên trong cái nhóm gọi là tu tại gia đó. Trường hợp thứ nhất là mẹ lớn tuổi, con lớn tuổi thuộc diện mồ côi. Trường hợp thứ hai là mẹ ở tuổi hai mươi mấy, gần 30, con thì ở tuổi còn rất là nhỏ, 5-6-7 tuổi. Vậy là nó có hai nhóm, mẹ trẻ, con trẻ. Nhóm thứ hai là nhóm mẹ già, con già. Đúng quý vị? Đó. Thì ở đây, khi mà nhà hảo tâm gửi tiền vô cho cái nhóm người tu tại gia này đó quý vị, thì người ta không ủng hộ cho cái câu chuyện của người mẹ lớn tuổi và đứa con đã trưởng thành. Nhưng quý vị, không có chuyện đó. Người ta gửi vào để cho các cái em bé được xem là mồ côi. Mồ côi định nghĩa ở đây nó có vài cái định nghĩa mà Thanh Việt đã thưa chuyện với quý vị rồi. Mồ côi có nghĩa là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dạng thứ hai là mồ côi, một là cha, hai là mẹ. Còn người còn sống thì không có đủ khả năng để nuôi dưỡng cái em bé này. Như vậy, khi mà đi chứng minh cái câu chuyện là có giả mồ côi thiệt hay không, thì nó phải chứng minh ở cái điểm rằng cái người mẹ hoặc là cái người cha đang sinh sống cùng với cái em bé đó ở bên trong cái khu nhà tu tại gia đó không có đủ khả năng để tự lo cho đứa con của mình mà phải nhờ qua một cái tổ chức khác. Tuy nhiên, trong cái đề nghị thứ ba, chúng ta thấy có một điểm, đó là sự ghen tị. Sự ghen tị khá là dữ dội vì cái sự kiện tụng tố giác nó luôn luôn bắt đầu từ nhà hảo tâm chứ không phải là người ở bên ngoài. Chẳng hạn chúng ta thấy cái ông hàng xóm, ông cứ đưa tiền sang cho một bà hàng xóm khác, tại sao ông không đưa cho Thanh Việt? Thì không lẽ Thanh Việt để đi trình bày với cơ quan nhà nước là coi chừng cái bà hàng xóm kia đã lừa cái ông hàng xóm của tôi. Đáng lẽ là ông hàng xóm của tôi phải cho tiền tôi, nhưng tại sao lại không cho, mà lại đi cho cái bà kia. Thì thưa quý vị, câu chuyện nó trở nên rất là vô duyên. Đúng không quý vị? Rất là vô duyên. Từ vì tiền cho, đó là tiền của họ. Họ có cái quyền sử dụng. Và cái trường hợp mà mồ côi hay không mồ côi, nhưng quý vị, câu chuyện này đã được phanh phui ra, đã được nói và được nhắc nhở đến cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên cái số tiền cho nó vẫn được gửi vào. Như vậy là những nhà hảo tâm đã hiểu rõ được trong cái khu nhà tu tại gia đó có trường hợp có khả năng là có người mẹ trẻ và đứa con thơ ở cùng. Nhưng mà người ta vẫn cho. Nhưng quý vị, vẫn cho. Như vậy là ở đây thì chúng ta không thể nào truy cứu cái tội đó được. Mà cái điều duy nhất chúng ta có thể làm là muốn chứng minh và nói trên công chúng, trên cái mạng báo chí, thông tin, đại chúng rằng ở chỗ đó, trong 10 em bé đó,
có bao nhiêu em bé là có mẹ sống cùng. Và cái sự đóng góp của nhà hảo tâm sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân đó, chứ không có sự ép buộc là nên hay không nên. Nhưng tôi muốn thông báo cho mọi người biết, trong cái khu vực đó có những trường hợp là em bé có mẹ ruột sống cùng. Nhưng quý vị, ví dụ là có thể. Thì đó là những cái điều mà đối với thân Việt, đó là chuyện cần làm. Còn cái chuyện mà đi khởi tố hay không khởi tố, hay đi tố giác hay không tố giác, thì nó phải là từ chính thức của những nhà hảo tâm đã gửi tiền, tặng đồ vật cho cái nhóm người tu tại gia này. Điểm thứ tư là nghiêm cấm cái người đứng đầu cùng các con cháu của ông, vốn chỉ là những cư sĩ tại gia, không tiếp tục tự tiện cạo đầu, mặc lễ phục, pháp phục của tăng ni, không được mạo xưng là thầy và sư cô. Đồng thời, chính quyền cần có biện pháp chế tài nghiêm túc nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng giả chùa, giả sư, giả chú tiểu, giả mồ côi. Thanh Việt xin được dừng ở đây và xin đọc lại cho quý vị nghe cái đoạn vừa rồi. Đồng thời, chính quyền cũng cần có cái biện pháp chế tài để giải quyết dứt điểm tình trạng giả chùa, giả sư, giả chú tiểu, giả mồ côi. Như vậy nghĩa là gì quý vị? Như vậy nghĩa là cái người viết đơn này, những quý vị, đã đóng đinh luôn cái câu chuyện, cái câu kết luận là ở đó có giả chùa, giả sư, giả chú tiểu, giả mồ côi. Nhưng mà ở cái câu trên đó quý vị, thì lại đi, ví dụ như câu số 2, thì lại đi nói rằng cần phải đi xét nghiệm ADN để xem coi có mối quan hệ hay không, để xác định xem có giả mồ côi hay không. Rồi cũng như là cái câu thứ nhất, khi mà họ cho rằng những người này làm ảnh hưởng đến danh dự của những người tỳ kheo, tỳ kheo ni, tăng ni tại cộng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, những người mà không thuộc trong cái tổ chức này, và những người này là những người ví dụ là giả sư, giả chú tiểu, thì họ không phải là Phật giáo, họ không phải là tỳ kheo ni, họ không phải là tỳ kheo. Vậy thì làm sao họ ảnh hưởng tới cái nhân phẩm và cái danh dự của Phật giáo được, thưa quý vị? Hoàn toàn không. Vì mình đã xác định họ là giả. Mà họ đã giả rồi đó quý vị, thì họ không dám nhắn gì đến tôi. Nhưng quý vị, mà bên trên thì lại muốn rằng hãy chứng minh họ là giả đi. Còn bên dưới thì tính sân si nổi lên cực mạnh và cho rằng đóng sống luôn, họ là tu giả, mồ côi giả, chú tiệm giả. Chúng ta thấy một cái sự khập khiễng gồ ghề theo từng cái lời kiến nghị một. Nghĩa là có lợi thì tôi sẽ kết án mạnh, còn không có lợi thì tôi từ từ lấy lơ, cho xuống dưới lòng đất chôn vùi nó. Đúng không quý vị? Còn một câu chuyện khá thú vị nữa. Tại sao mà có thể nghiêm cấm người ta tự cạo đầu? Tại sao có thể nghiêm cấm được người ta tự cạo đầu? Tại sao nghiêm cấm được người ta mặc lễ phục và pháp phục của tăng ni? Thưa quý vị, là không. Chứ bỏ qua cái câu chuyện, cái quần áo đó, cái pháp phục đó, cái lễ phục đó là thuộc về một cá nhân nào? Bỏ qua câu chuyện đó. Đây là một tài sản chung, một nền văn hóa chung của cả thế giới, chứ không phải là của chính xác một cá nhân nào, hay là của chính xác một tổ chức Phật giáo nào. Nhưng quý vị, hoàn toàn không. Hoàn toàn không. Cái việc tự cạo đầu không là bất hợp pháp. Vì vậy, họ có quyền tự cạo. Và chúng ta cần phải hiểu rõ rằng pháp lý, đạo luật không được nhầm lẫn với phong tục, tập quán của vùng miền. Tất cả đều được đối xử như nhau. Nhưng quý vị, chứ không phải rằng
Quê tôi có cái tập tục là hàng xóm có thể chạy sang nhà mở cái bàn ăn ra, xong rồi tìm hiểu xem ngày hôm đó cái gia đình của bà hàng xóm ăn cái gì. Bạn ăn cái gì? Nhưng mà rồi trong cái quá trình mà mở cái đó, rồi vì những cái chuyện gì đó mà ông ta lấy cái đũa lên và gắp một cái miếng ăn, rồi ăn vội ăn vàng, và nó bị nghẹn, rồi nó gây đến một cái gọi là bị đột quỵ, rồi ngã lăn ra chết liền trong nhà của người khác trong khi đang đi xem tò mò rồi ăn vụng. Đúng không quý vị? Và như vậy rồi thì chúng ta nói rằng cái đó là cái tập tục, người ta là xem, người ta mở lên, người ta có quyền nên. Thưa quý vị, tập tục đó không được. Nhưng quý vị, luật pháp là luật pháp, tập tục là tập tục, hoàn toàn không có thể nào đi chung với nhau được. Nếu như vậy thì dẹp tập tục theo luật pháp. Còn nếu mà tập tục quá mạnh thì dẹp luật pháp. Cái gì nó cũng chỉ có một thứ, chứ không thể nào chúng ta đi hàng hai, hàng ba được. Tại sao có một cái câu chuyện gì mà chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, các người thọ giới trong Phật giáo mới có quyền tự cạo đầu? Cái vấn đề một người không có tóc cạo đầu thì không nhìn dáng gì đến Phật giáo. Những tỳ kheo trong Phật giáo thì nhớ tới hình ảnh, làm người ta nhớ tới hình ảnh là cạo đầu, xuống tóc. Nhưng những người cạo đầu thì không có dính dáng gì đến Phật giáo. Đó là một câu chuyện mà nó không thể nào đi hai chiều. Như Thanh Việt trình bày quý vị ngày hôm qua cũng một cái ví dụ tương tự như vậy. Đó. Dùng cái sức mạnh của mình, dùng cái sự sân si của mình, cái ảnh hưởng của mình để đề nghị mình để trở thành một cái sắc phục, cái lễ phục, cái việc cạo đầu là một cái việc của riêng trong Phật giáo, thì cái điều đó hoàn toàn là sai. Những cái việc hoàn toàn sai. Mình có thể dùng thông tin đại chúng để nói cho mọi người biết những người đó không có thuộc trong Phật giáo. Quý vị có đi lễ, có vị có đến đó, nếu chỗ đó có mở ra cho công cộng thì quý vị nên nhớ rõ ràng đó không phải là một ngôi chùa Phật giáo. Thì Thánh Việt còn đồng ý. Còn ở đây lại không cho phép họ sử dụng những cái đồ vật, những cái lễ phục, pháp phục mà chính thức ra cũng không thuộc về bất cứ một ai. Nhưng quý vị, nó là văn hóa của Phật giáo, là tài sản của tất cả mọi người trên thế giới. Đề nghị thứ năm, đề nghị này còn sân si thêm nữa. Đề nghị tháo dỡ các công trình tôn giáo xây dựng trái phép trong tỉnh thất đúng với luật xây dựng và luật tôn giáo tín ngưỡng. Đây là một điểm khá thú vị. Khá thú vị thưa quý vị. Nó cho thấy rằng cái vị này phải tìm đủ mọi cách, đủ mọi cách để triệt hạ đối phương tới xác đất. Vì đây vị này cũng đã nói rằng cái nhóm người đó không thuộc một cái tự viện nào trong giáo hội, và họ chỉ là những nhóm người nhỏ tu tại gia. Và nếu như vậy, tại gia mà có một mảnh đất rộng lớn, họ có thể để tượng vào, có mất mát gì không quý vị? Thưa quý vị là không. Nếu mà họ để tượng Phật vào và họ có những hành động coi thường tượng Phật đó, chẳng hạn như là chụp hình khoe 6 múi, 7 múi đứng trước tượng Phật, thì cái điều đó nó phản cảm. Nó phản cảm. Và chúng ta có thể kêu gọi mọi người hủy bỏ những cái chuyện mà viếng thăm cái khu vực đó. Nhưng chúng ta không thể nào bắt cái người đó vào trong tù được. Vì cái đó là cái điều khinh thường, phỉ báng một đạo. Nhưng nó không phải là một cái tội hình sự. Nhớ quý vị. Còn cái chuyện mà xây dựng, Thanh Việt có giải thích cho quý vị một lần dựa theo cái lời lá đơn tố giác
của bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thì trong đó người ta cũng nêu lên hầu như là giống nhau nha quý vị, giữa cái người có chức sắc này và cái lá đơn của bên Long An đều rất là giống nhau, đều cũng đòi đề nghị tháo dỡ các tôn tượng, các công trình tôn giáo, bao gồm các cái tượng mà theo luật xây dựng cái tượng này không có dính sát vào cái sườn nhà nha quý vị, mà nó chỉ được đặt lên như vậy, không có những cái sự cố định, thì không thể nào bắt người ta tháo gỡ nếu chưa có giấy phép. Thế nó trở thành chỉ là những đồ vật trang trí. Điểm thứ năm, yêu cầu đó là yêu cầu tháo dỡ các công trình tôn giáo. Điểm cuối cùng, điểm thứ sáu, là buộc cái gia đình đó phải xóa hết toàn bộ những YouTube mang cái tính chất là bán bổ Đức Phật, mang cái tính chất là mặc lễ phục, thực hiện những hoạt động Phật giáo mà nó trái ngược với luật Phật, mạo danh là thầy, sư cô, mạo danh là cái chuyện mà có thể xuống tóc được cho người khác để làm đệ tử của mình, mặc dù mình chưa thọ giới. Thưa quý vị, đây lại một lần nữa, nhưng quý vị, lại một lần nữa cho thấy rằng giả dụ cái nhóm người này có những cái lời nói không hay về Phật giáo, giả dụ đi nha quý vị, thế thì chúng ta nhìn ngược lại ở cái phía người bị hại. Cái vị này có hiểu rằng trong đạo Phật không có một cái Phật sự được gọi là giáo dục sinh lý cho Phật tử không quý vị? Vậy khi mà quý vị này đi ngược lại sự giảng dạy nha quý vị của Đức Phật, có nói về vị này sẵn sàng nói về vấn đề sinh lý để dành cho Phật tử, thì cái điều này là sai hoàn toàn. Vì vậy, nếu mà cái người này yêu cầu bên của nhóm người bị hại, bên nhóm người của tu tại gia cần phải xóa bỏ một số cái video mà vị này cho rằng đã ảnh hưởng đến Phật giáo, thì vị này cũng phải làm tương tự. Vị này có rất là nhiều video trên mạng YouTube, trên Facebook nói về những cái quan điểm mà không giống ai và đi ngược lại với cái lời chỉ dạy của Đức Phật. Như vậy, đem hai cái lên so sánh, thì nếu mà bên của tu tại gia có phải xóa bỏ những video đó, thì bên của cái vị có chức sắc này cũng phải xóa. Và cái số lượng băng mà quý vị này nói sai làm ảnh hưởng đến Phật giáo thì rất là nhiều. Thanh Việt vừa mới cho quý vị thấy. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện mà Thanh Việt vừa mới trao đổi với quý vị. Đó là cái câu chuyện đề nghị thứ 5. Nhưng quý vị, đề nghị thứ 5 là yêu cầu không có được dùng những cái việc gọi tên, rồi dùng những cái danh từ mà nó phải thuộc về Phật giáo, chẳng hạn như là tịnh thất, thiền am đó. Yêu cầu không những xóa bỏ, dừng việc gọi cái nhà ở của mình là như vậy, cũng yêu cầu xóa bỏ những cái cung văn video có đầy đủ những cái sự vi phạm này. Thì Thanh Việt xin được trao đổi với quý vị về cái việc mà mượn danh xưng mà thuộc Phật giáo. Thứ nhất, trong chương số 10 nói về tự viện và thành viên, họ định nghĩa ở điều thứ 57. Đây là cái hiến chương Phật giáo, nha quý vị. Hiến chương Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là hiến chương hay là giáo lý luật Phật, nha quý vị. Đây là chỉ có thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều thứ 57, định nghĩa của cái gọi là tự viện mà các đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gồm những cái gì? Gồm những chùa nè, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh thất đó nha quý vị nha, và niệm Phật đường. Thì tất cả những cái hội này, những cái khu sinh hoạt tôn giáo này đều phải dưới sự quản lý của các cấp giáo hội
và thuộc mặt trận Tổ quốc. Đó là điều 57. Vì vậy, quý vị thấy có chữ gì quen quen, có Tịnh Thất, nhưng mà có Thiền Am không quý vị? Thưa là không. Trong cái định nghĩa của Hiến chương Phật giáo, không có chữ Thiền Am. Và Thiền Am như vậy, theo cái hướng chương này, Thiền Am không phải là một cái đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là cái lý do tại sao vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tịnh Thất đã đổi tên thành là Thiền Am. Quý vị, đó là cái lý do. Tại vì sao? Vì cái người đứng đầu trong cái nhóm tu tại gia đó không muốn mình đăng ký để thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và vì để có cái lý do mà không tham gia vào cái giáo hội, thì cái vị này đã đổi tên cái khu vực mình đang tu học từ Tịnh Thất sang Thiền Am. Vì theo trong cái hiến chương không có giới thiệu tự viện là Thiền Am, nhưng tự viện là Tịnh Thất. Vì thế ông này đã đổi từ Tịnh Thất sang Thiền Am. Thiền Am, như quý vị, như Thanh Việt trình bày, không có thuộc định nghĩa là tự viện trong hiến chương giáo hội. Thì như quý vị thấy đây, người đứng đầu đã nói rằng ý tưởng được suy nghĩ rất nhiều nhưng không nói ra, và đã chờ đợi đến năm mới để công bố cho mọi người biết về Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì như vậy đó quý vị. Còn về cái chuyện mà mặc lễ phục như áo nâu sòng, áo cà sa vàng có hay không, thì thưa quý vị, trên video xuất bản bởi nhóm người tu tại gia này, họ có mặc những cái áo này, áo nâu sòng, áo cà sa vàng. Như vậy thì ở đây chúng ta nói rằng họ không theo Phật giáo 100%. Như vậy họ có mặc áo nâu sòng, như vậy họ có vi phạm luật Phật hay không? Thưa quý vị, họ không thực tập đạo lý của Phật dạy 100%. Họ không thuộc đạo Phật 100%, nên họ không có tuân thủ theo luật Phật giáo. Nha quý vị nhé, họ không cần tuân thủ theo cái luật của Phật giáo. Bởi vì họ không thuộc Phật giáo 100%. Như vậy, cái chuyện mà họ không theo Phật giáo, họ không tu theo Phật giáo, mà họ vẫn mượn cái lễ phục như áo nâu sòng, áo cà sa vàng, như vậy có phạm tội hình sự hay không? Thưa quý vị, đối với Thanh Việt là không. Nhưng họ có phạm một cái tội gọi là mượn tôn giáo, văn hóa, tôn giáo của người khác hay không? Thưa là có. Tịnh, cái khu vực người tu tại gia này có tự cạo đầu, có mặc lễ phục và pháp phục mang tính chất Phật giáo hay không? Thưa là có. Tuy nhiên, như Thanh Việt giải thích, cái việc tự cạo đầu, chúng ta nhìn người đó mà không có tóc thì chúng ta đâu kết luận người đó phải là quý thầy, quý cô. Cho dù người đó có mặc cái pháp phục, cái lễ phục vào, thì chúng ta chỉ tin rằng bằng con mắt của chúng ta, cái sắc của cái vị đó giống như là một vị tỳ kheo. Tuy nhiên theo thời gian sắc xuống, nó trở thành là con số 0. Cái vị tỳ kheo đó rồi cũng ra đi. Nhưng quý vị, vì vậy những gì chúng ta thấy về sắc, về tai, về mũi, về miệng, về màu da, về màu tóc, tóc dài, tóc ngắn, v.v.v. nó chỉ là hư không. Có ngày hôm nay, nhưng ngày mai có thể tan tành theo mây khói. Như vậy, tại sao chúng ta phải chạy theo để giữ những cái mà chúng ta biết rằng theo thời gian nó sẽ phai nhạt, không để lại một dấu tích gì? Vì Phật đã dạy sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói về cái câu chuyện mà có mượn lễ phục, nha quý vị, tại vì họ không có thuộc Phật giáo nên họ không có quyền mặc cái đó vào.
Mà khi mà họ mặc cái đó vào mà họ không theo đạo Phật thì mình nói rằng họ mượn. Họ mượn. Nhưng quý vị, thì ngày cách đây khoảng 2 tháng, Thanh Việt có nhận được 3 cái email của phần lớn là các vị đang sống tại nước ngoài, các vị khán giả của Thanh Việt đang sống tại nước ngoài. Quý vị có hỏi rằng tại nơi mà họ đang ở, tức là bên Mỹ, có những cái danh từ cũng khá là trending, theo kịp thời đại, thời 4.0. Và những cái danh từ này họ đọc qua rồi cộng với những lời phản biện gần đây về khu vực những người tu tại gia đó, thì họ thấy được cái cảm nhận rằng không biết là cái nhóm tu tại gia đó có vi phạm một trong những cái luật hay là những cái trending mà các nước tân tiến đang gặp rắc rối hay không. Thì Thanh Việt xin mời quý vị cùng với Thanh Việt trao đổi cái vấn đề này. Mặc dù những cái vấn đề mà nó liên quan đến một cái tập tục, một cái nền văn hóa khác thì rất là khó để bình luận. Tuy nhiên Thanh Việt sẽ cố hết mình. Và những quý vị nào đang sống tại nước ngoài biết những cái câu chuyện này thì xin quý vị để lại cái lời chia sẻ. Đó là những cái danh từ trending gần đây. Những danh từ đó là gì? Lạm dụng văn hóa, vay mượn tôn giáo và lạm dụng tôn giáo. Ba cái danh từ này xuất hiện thời gian gần đây trong hệ thống báo chí, trò chuyện ngoài xã hội, cũng như là những cuộc tranh cãi khá là dữ dội về ba cái danh từ này: lạm dụng văn hóa, vay mượn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo. Như vậy, cùng với Thanh Việt để tìm hiểu sơ qua những cái vấn đề này. Đầu tiên, lạm dụng văn hóa. Nó gọi là cultural appropriation. Thì quý vị mà hỏi Thanh Việt đó, vì họ có biết đọc qua những cái định nghĩa của những vấn đề này, và họ đã sực cảm thấy rằng không biết cái nhóm người tu tại gia này họ có vi phạm những cái điều mà những nước tiến bộ khác đang bàn bạc tới hay không. Thì đầu tiên là lạm dụng văn hóa, nó gọi là cultural appropriation. Thì để cho một cá nhân hay một tổ chức vi phạm cái được gọi là lạm dụng văn hóa đó quý vị, thì nó cần một số điểm. Điểm thứ nhất là cái nền văn hóa đó nó thuộc cái nhóm tiểu số hay là thuộc cái số lượng ít người. Rồi sau đó cái nền văn hóa đó bị đa số, cái nhóm đa số, cái nhóm mạnh lấy đi, những quý vị, và sử dụng với cái mục đích là phân biệt chủng tộc. Cái câu chuyện mà lạm dụng văn hóa đó quý vị, ngoài cái việc này, nó phải bắt đầu bằng những câu chuyện được gọi là phân biệt chủng tộc. Nhưng cái điểm quan trọng nhất vẫn là cái nhóm mạnh mượn cái văn hóa của nhóm yếu, nhóm đa số mượn cái văn hóa của nhóm tiểu số. Còn nếu mà bây giờ chúng ta thấy có một cái nhóm yếu đi mượn cái văn hóa của nhóm mạnh, thì cái đó nó không gọi là lạm dụng văn hóa hay là cultural appropriation. Khi mà mình mượn mà mình không hiểu hay là mình không có tôn trọng cái mình đang mượn của người khác, thì nó gọi cái người đó đã vi phạm cultural appropriation. Khi mà mình sử dụng những cái đồ vật đó mà mình thể hiện một cái hành động phản cảm đối với những cái đồ đó, thì mình đã phạm cái tội cultural appropriation. Một lần nữa Thanh Việt xin được nhắc lại, để có được cultural appropriation hay lạm dụng văn hóa, thì cái người đi lạm dụng đó là thuộc nhóm mạnh, và cái văn hóa đó là thuộc cái quyền sở hữu của nhóm yếu hay là nhóm tiểu số. Cái đó là cái mà nó gọi rằng phân biệt dễ nhất của việc lạm dụng văn hóa có hay không. Thì đây, một cái ví dụ để trao đổi với quý vị. Trước khi trao đổi với quý vị cái mục này, thì Thanh Việt xin được dùng một tí nước. Và trong thời điểm này, quý vị nào chưa bấm nút like thì xin quý vị nhớ bấm nút like, và xin quý vị để lại những lời bình luận
nhất là câu chuyện về những cái danh từ trending đang xảy ra ở Mỹ hoặc là cái bên Canada và một số các nước châu Âu khác. Khi mình trao đổi xong cái phần này, thì mình sẽ tự hỏi rằng, không biết cái nhóm người tu tại gia ở Long An, họ có vi phạm những cái điều này mà thế giới đang bàn bạc hay không? Nhưng quý vị, để cho quý vị hiểu rõ thế nào là lạm dụng văn hóa, thì Thanh Việt xin được giới thiệu một cái ví dụ mà nó liên quan rất nhiều đến người Việt của chúng ta. Cách đây khoảng 2 năm, cô ca sĩ nhạc hát nhạc đồng quê có tên là Kacey Musgraves. Nhưng quý vị, cô này đã từng 4 lần đạt giải thưởng Grammy, một giải thưởng khá lớn về âm nhạc. Nhưng trong một lần biểu diễn nhạc hội tại tiểu bang Texas, thành phố Dallas, thì cô này lại mặc một cái áo dài. Và nếu mà Thanh Việt dừng câu chuyện ở đây, thì chúng ta phải hoan hô, vỗ tay nồng nhiệt vì cái cô Kacey Musgraves này, cô đã đi quảng cáo. Cô dùng cái sức ảnh hưởng của cô ta để đi quảng cáo áo dài đến cho mọi người trên thế giới. Đúng không quý vị? Đây là một cô ca sĩ đã đạt 4 cái giải thưởng Grammy, là một cái giọng hát khá nổi tiếng trong cái dòng nhạc đồng quê, cô Kacey Musgraves. Tuy nhiên, khi mà cô ta mặc cái áo dài đó quý vị, thì nó có tà trước, có tà sau. Thì thường thường cái áo dài của người Việt Nam mình đó quý vị, là nó biểu tượng cho đất nước Việt Nam, nó biểu tượng cho người con gái Việt Nam. Vì mỗi lần bất cứ một chị em phụ nữ nào mặc cái áo dài vào, nó cũng làm cho họ thùy mị, dịu dàng. Đúng không quý vị? Thì khi mà chúng ta đi ra nước ngoài, mà chúng ta mặc cái bộ đồ truyền thống đại diện cho dân tộc, đó là bộ áo dài. Thế mà cái cô Kacey Musgraves này, cô đã sử dụng và cố tình bôi nhọ. Nhưng quý vị, bôi nhọ như thế nào? Thì thưa quý vị, trên cái áo của cô ta là cái áo màu vàng, áo dài màu vàng, có tà trước, có tà sau. Trên cái ngực áo thì có thêu một cái cành hoa lan cũng khá là bự trên cái ngực. Tuy nhiên cái điểm mà rất là đông các quý vị đang sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt Kiều đã phản đối cực mạnh cái nhân vật này. Lý do là cô lại mặc một cái quần rất là ngắn và để lộ nhiều điểm trên cơ thể qua cái áo mặc cải tiến khá là bất ngờ về chiếc áo dài. Nhưng quý vị, và như vậy cô đã gặp rất là nhiều sự chống đối. Nhiều sự chống đối. Đó là một cái ví dụ để chúng ta hiểu được rằng mình mượn đồ, mình lạm dụng văn hóa của người khác mà mình không tỏ ra cái sự tôn kính thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Nó hạ cái uy tín của chính mình và nó gọi là lạm dụng văn hóa, hay còn gọi là cultural appropriation. Có nghĩa là mình đi mượn, mình là thuộc nhóm lớn, đi mượn tài sản của một nhóm nhỏ, nhưng rồi mình không sử dụng đúng cái mục đích, nha quý vị, và gây ra cái sự chèn ép đối với một số người khác. Bây giờ mình đến cái câu chuyện thứ hai, một cái ví dụ thứ hai, đó là cô người mẫu Nikita Dragon. Cô này là người Mỹ gốc Việt, là một người hoạt động rất là mạnh mẽ trên mạng xã hội, có rất là nhiều người theo để nghe câu chuyện của cô ta hàng ngày. Thì đây là cô Nikita Dragon. Như vậy thì cô này có cái câu chuyện gì mà nó dính dáng vào đến cultural appropriation? Thưa quý vị, cô này là da nửa trắng nửa vàng, đa số là màu trắng. Nhưng khi cô ta chụp hình, nha quý vị, làm người mẫu, thì cô ta lại bôi lên trên mặt của mình một cái dạng phấn đen để làm cho mọi người tin tưởng rằng cô ta chính là người Mỹ da màu. Mặc dù cô ta không dính dáng gì đến người Mỹ da màu, thì cái nhóm người Mỹ da màu này đã làm đơn kiện cô ta với cái tội là sử dụng, lạm dụng bộ đồ văn hóa, nha quý vị, và cái điều đó là một cái câu hỏi
mà Thanh Việt nghĩ rằng trong vài ngày nữa sẽ có những cái câu chuyện mà người ta kết nối từ cái chiếc áo dài này sang những cái câu chuyện của bên Thiền Em. Nhưng quý vị, về cái chuyện mượn cái cultural appropriation, lạm dụng văn hóa Phật giáo để mặc những cái bộ đồ này, để mặc những bộ đồ áo áo màu vàng, áo nâu sòng. Nhưng thưa quý vị, câu chuyện của bên nhóm tu tại gia chỉ là một nhóm người rất là nhỏ, họ đi mượn, nhưng quý vị, những cái lễ phục, những cái quần áo của bên Phật giáo để thực hiện, để hoạt động theo một cái ý nghĩa của một cái tôn giáo khác. Thì điều này chúng ta nói rằng bên cái khu vực đó họ đang mượn đồ, những quý vị, mượn đồ chứ không phải là lạm dụng. Bởi vì họ tôn trọng, những quý vị, họ hiểu đạo Phật, họ tôn trọng đạo Phật. Vay mượn tôn giáo, đây là cái điểm mà Thành Việt muốn chia sẻ với quý vị, là một cái điểm mà có khả năng bên cái khối người tu tại gia đó đang thực hiện hay là đã thực hiện. Nó gọi là vay mượn tôn giáo, tiếng Anh gọi là religious borrowing. Tại sao vậy? Khi mà người ta mượn đó nha quý vị, thì người ta không theo cái tôn giáo đó, không theo cái học thuyết đó, không theo cái triết lý đó. Thì cái điểm này là cái điểm cộng cho cái nhóm người tu tại gia đó. Vì Thanh Việt đã nói rồi, họ không theo triết lý của đạo Phật 100%, mà họ chỉ mượn một phần nào đó thôi. Điểm thứ hai, không hiểu giá trị đạo đức nhân văn mà đạo đó gắn liền. Cái điều này thì Thanh Việt nghĩ rằng sai, dựa trên những gì mà những cái vở kịch mà các cháu bé cùng với người lớn đã thực hành, thì họ hiểu rõ cái giá trị đạo đức nhân văn của đạo Phật chứ không phải là không. Điểm thứ ba có thể xảy ra, đó là không theo một hệ thống quyền lực nào đó như là giáo hội, giáo sư của cái đạo đó. Thì điều này là có khả năng xảy ra. Vì như quý vị đã biết, cái nhóm bên nhóm tu tại gia không có thuộc giáo hội. Nhưng quý vị, không thuộc giáo hội. Như vậy là Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị ba cái nguyên nhân có thể dẫn đến cái chuyện vay mượn tôn giáo. Thì có thể nói rằng hai trong ba nguyên nhân đó nó thuộc về hành động của nhóm người tu tại gia. Và vì vậy, Thanh Việt tạm thời kết luận ở đây trước khi nói về cái mục thứ ba. Thì Thanh Việt nghĩ rằng cái nhóm người tại khu vực tu tại gia đó đang vay mượn tôn giáo. Đang vay mượn tôn giáo. Cái điểm cuối cùng nó gọi là lạm dụng tôn giáo. Thì cái điều này nó cũng giống như là lạm dụng văn hóa. Nó đòi hỏi nhóm mạnh lấy của nhóm yếu, nhóm đa số lấy của nhóm của tiểu số, và sau đó là dẫn đến những cái chuyện phân biệt xã hội. Tại sao mà nhóm mạnh lấy của nhóm yếu là một cái vấn đề không tốt? Thưa quý vị, tất cả chúng ta phải nghiên cứu và đi vào cái lịch sử của bên Mỹ thì chúng ta mới hiểu được tại sao cái chuyện mà mạnh mượn của yếu là một cái chuyện không tốt, trong khi yếu mượn của mạnh là một cái chuyện bình thường. Thì thưa quý vị, người ta giải thích đơn giản, đó là cái vấn đề mà đã mạnh rồi đó quý vị, thì người ta không có sợ cái chuyện gì nữa. Người nào muốn mượn thì nó giống như là một cái cơn gió thoảng, nó bay qua, nó không ảnh hưởng gì đến một cái căn nhà vĩ đại đã nổi tiếng, đã được mọi người biết được. Còn bây giờ cái nhóm mạnh mọi người đều biết, nhưng quý vị, rồi lại đi mượn đồ vật của nhóm yếu mà không ai để ý, rồi người ta không hiểu cái giá trị của cái đồ vật đó, và người ta làm cho những người đi theo đúng cái đạo đó cảm thấy rất là khó chịu. Thì cái đó nó gọi là religious appropriation. Cũng như Thành Việt trình bày, cái điểm đầu tiên là phải có nhóm mạnh mượn của nhóm yếu, nhóm đa số mượn của nhóm tiểu số. Sau khi mượn rồi thì họ tạo những cái sự phản cảm, như là cái cô ca sĩ đồng quê đạt 4 cái giải thưởng Grammy đó. Mặc dù cô quảng cáo áo dài đến cho toàn thể thế giới, nhưng song song đó cô đã làm bẻ mặt đối với những người biết tôn trọng văn hóa Việt Nam, biết mình là người Việt.
nha quý vị. Từ vì cô mặc cái áo đó, áo dài, có tà trước, có tà sau, nhưng lại không mặc quần. À, và cái quần chỉ là một cái quần lên tính rất là cao, nha quý vị, qua khỏi cái đùi. Thì cái điều này nó cho thấy rằng, với cái hình ảnh như vậy, nó làm giảm cái giá trị của cái áo dài của người Việt. Như vậy Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị ba cái danh từ gọi là trending sử dụng gần đây, được bàn thảo rất là nhiều trên mạng xã hội cũng như là bên ngoài đời của bên Mỹ. Nó gọi là lạm dụng văn hóa, cultural appropriation. Thanh Việt nghĩ rằng bên của nhóm người đi tu tại gia không có sử dụng cái vấn đề này. Tuy nhiên nha quý vị, tuy nhiên Thanh Việt phải nói rằng cái việc mà đi mượn tôn giáo, đi mượn tôn giáo là có tại khu vực của nhóm tu tại gia này, religious borrowing. Nghĩa là làm sao? Mình mượn những cái gì của tôn giáo đó nhưng mình không theo họ. Nhưng quý vị, mình không theo họ. Và mình cũng không theo bất cứ một cái tổ chức, một cái giáo hội, một cái giáo xứ nào đó, mà mình là độc lập. Thì cái đó nó gọi là vay mượn tôn giáo. Và cái cuối cùng cũng là một cái điểm gần giống như điểm 1. Thay vì văn hóa thì họ lạm dụng tôn giáo. Đây là cái chuyện lạm dụng tôn giáo này quý vị. Câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Quý vị biết Ngài Thích Quảng Đức, đó là Ngài Tỳ Kheo, là một quý thầy đã tự thiêu trong thời của ông Ngô Đình Diệm để phản đối cái sự đàn áp của cái chính phủ Ngô Đình Diệm đối với tôn giáo, đối với Phật giáo. Người ta vẫn còn có cái đền thờ, đó, cái chùa để thờ Ngài Thích Quảng Đức đó, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, để tưởng nhớ đến một vị đã hy sinh mình, như quý vị, để lấy lại cái danh dự cho toàn thể người Phật tử. Thì bây giờ ở bên cái hãng gà chiên, gà KFC, người ta đã kết nối cái chữ KFC với cái chữ Thích Quảng Đức. Mà quý vị biết rồi, Ngài Thích Quảng Đức, ngoài cái việc mà là một tỳ kheo, còn là một người khá là nổi tiếng. Khi mà dùng cái danh từ Thích Quảng Đức là mình đã vi phạm, nhưng quý vị, vi phạm những cái bản quyền. Thứ hai, vì họ đã nổi tiếng rồi, nhưng quý vị, thứ hai là gì? Trong đạo Phật không có chuyện ăn mặn, trong đạo Phật không có chuyện sát sanh. Thì hai cái chuyện ăn mặn và sát sanh phải xảy ra tại một cái địa điểm KFC, chuyên môn bán gà chiên. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Thì với cái hành động này, nha quý vị, cái hãng KFC tại Việt Nam đã làm cái gì? Lợi dụng, lạm dụng tôn giáo. Cái này được gọi là lạm dụng tôn giáo. Tương tự, tại New York City, tại thành phố New York, quý vị nào ở bên New York, không biết quý vị có biết, có một cái quán bar khá là nổi tiếng. Nó gọi là Buddha Bar, có nghĩa là cái quán bar Đức Phật. Cái quán bar Đức Phật này đó quý vị, ở ngay chính giữa cái quán bar này, để một cái tượng Phật Di Lặc ngồi dưới cây Bồ Đề. Mặc dù không có cây Bồ Đề ở đây, mà chỉ là một cái tượng Phật đang ngồi thiền. Tượng Phật này có thể là Phật Thích Ca ngồi dưới cây Bồ Đề. Nhưng mà cái điểm đó nó không quan trọng ở cái điểm rằng trong giáo lý của Phật, một trong những năm điều mà cấm kỵ đó là không rượu chè. Thì ở đây lại đưa cái tượng Phật ra chính giữa một nơi ăn chơi, một cái quán bar cũng khá là sành điệu. Thì điều này cho thấy rằng cái gì quý vị? Cái người chủ của cái nhà hàng này đã là cái người mà không có tôn trọng Phật giáo, lạm dụng Phật giáo. Religious appropriation hay Buddhist appropriation.
Thưa quý vị, là không tôn trọng. Đây là một hình ảnh khá là phản cảm. Thì tượng Phật được nằm trên cao, xung quanh là những cái bàn nhậu. Thì điều này hết sức là phản cảm. Đây nó cũng gọi là religious appropriation. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị những cái câu chuyện liên quan đến những cái lời đề nghị đầy cái tính sân si của cái vị có chức sắc kia. Và cái vị có chức sắc kia còn đề nghị là phải trả lại toàn bộ những cái gì thuộc về Phật giáo. Thì điều này Thanh Việt nghĩ rằng những cái nhóm người ở bên cái khu vực tu tại gia đó, họ chỉ làm một cái động tác gọi là religious borrowing. Họ không theo, nhưng mà Thanh Việt nghĩ rằng thông qua những cái video clip mà họ làm cho các em bé, họ đã muốn truyền tải những cái thông tin gì. Những quý vị, nhân đây trước khi kết thúc chương trình, Thanh Việt cũng xin được trả lời một số quý vị cứ email, nhắn tin hỏi Thanh Việt rằng chừng nào thì Thanh Việt mới trình bày, phân tích những cái câu thơ trong cái cuốn kinh để lại của cái người đứng đầu trong cái nhóm tu tại gia này. Câu trả lời rằng Thanh Việt không thể phân tích, đơn giản là vì sao? Bài cái cuốn kinh đó có tổng cộng là 20.000 câu. Những cái bài mà xuất hiện trên mạng xã hội trung bình là có khoảng 20 câu trở xuống. Thì thưa quý vị, 20 câu đi phân tích để rồi chuẩn đoán. Nhưng quý vị, gần 20.000 câu thơ khác thì đây là một điều không thể chấp nhận. Và chúng ta, khi mà chúng ta xem một cái đoạn văn, thì chúng ta nhất là về thơ, thì chúng ta phải đọc những cái đoạn trước để hiểu rằng có một cái sự kết nối nào hay không, cố tình hay là vô tình, trong cái việc gọi những cái vấn đề tôn giáo như thế này. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you all.